Hi, xin chào các bạn. Hiện tại thì tôi đang ở nhà của mình và tôi chỉ có cái chiếc laptop và có kết nối internet. Tôi đã mua được 0,5 chỉ vàng ở trên cái website của Doji. Đó là một trải nghiệm mà tôi cảm thấy rất là hài lòng. Tôi cảm thấy thực sự là đơn giản và nó tiết kiệm chi phí cho tôi rất là nhiều. Tôi có thực hiện một cái video ghi lại những cái khoảnh khắc trải nghiệm của mình mà tôi cảm thấy rất vui. Tôi muốn chia sẻ lại với các bạn. Nếu các bạn muốn xem thì xin mời các bạn theo dõi cái video mà tôi vừa ghi lại cái trải nghiệm của mình các bạn nhé. Chào mừng anh chị và các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, anh chị vào YouTube và gõ từ khóa Tiền của tôi, sẽ có rất nhiều các cái bài học mới nhất để anh chị tham khảo. Để nhận được các cái thông báo về các cái bài học mới nhất, anh chị đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Để đầu tư mua vàng online tại Doji thì các bạn sẽ vào trang Ingold này. Doji đấy. Rất dễ rồi đúng không ạ? Đây là cái trang mà mua bán vàng trực tuyến của Doji các bạn nhé. Thì các bạn lưu ý này, nếu mà để cái màn hình mà hiển thị 100% như này thì cũng không thấy chữ đăng ký, thì chúng ta cần phải đăng ký cái tài khoản đã. Đó, đây ạ, các bạn nhìn thấy chữ đăng ký này. Sau khi đăng ký tài khoản xong thì chúng ta mới thực hiện là đầu tư vàng được. Tuy nhiên thì các bạn để mà đầu tư được vàng thì các bạn cũng cần phải có thêm một cái điều kiện nữa. Đó chính là có cái tài khoản của Tiên Phong Bank. Đó, tài khoản này là tài khoản e-banking các bạn nhé. Đấy, thì bây giờ mình sẽ vào phần đăng ký này. Các bạn thấy không? Đây là chúng ta cần phải xác thực cái tài khoản của Tiên Phong Bank. Thì mình có tài khoản e-banking của Tiên Phong Bank rồi. Đó, mình nhập sẵn đây rồi. Mình nhập mật khẩu. Đấy, mình xác nhận các bạn xem nhé. Đây là một cái thỏa thuận về cung cấp và bảo mật thông tin này. Bằng cách tích chọn đồng ý với thỏa thuận bảo mật và chia sẻ thông tin này thì quý khách đã đồng ý ủy quyền vô điều kiện không hủy ngang cho ngân hàng Tiên Phong Bank tự động cung cấp các thông tin cá nhân của quý khách. Đó, bao gồm chứng minh nhân dân, mã số khách hàng, số tài khoản, địa chỉ số điện thoại, email, mẫu chữ ký của Tiên Phong Bank đang lưu giữ cho tập đoàn Doji. Đó, tôi đồng ý luôn ạ, không có gì cả. Và đây là một cái mã OTP tôi cần phải nhập. Thì cái mã OTP này thì ở trên cái app của Tiên Phong Bank đó thì các bạn có thể có luôn, rất dễ thôi. Ok, bây giờ tôi sẽ nhập cái mật khẩu của mình các bạn nhé. Chúc mừng quý khách đã đăng ký thành công tài khoản giao dịch vàng trực tuyến của tập đoàn Doji, rất là dễ đúng không ạ? Sau khi đăng ký cái tài khoản thành công rồi thì bạn bắt đầu thực hiện đăng nhập để thực hiện mua bán vàng nhé. Thế thì cái tài khoản đăng nhập chính là 8 số đầu của tài khoản e-banking của Tiên Phong Bank và mật khẩu chính là mật khẩu của tài khoản Doji các bạn nhé. Rất là dễ như vậy thôi. Đây là một cái màn hình giao dịch vàng của Doji. Chúng ta có thể thấy rất nhiều các chuyên mục đúng không? Mua vàng này, có rất nhiều các loại vàng này, Hưng Thịnh Vượng này, 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ này, Âu Vàng Phúc Long này, Lộc Phát này, SJC này, rất đơn giản đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ xem phần bán vàng nhé. Khi chúng ta mua rồi thì việc phần bán vàng mới có đúng không ạ? Và chúng ta rút vàng này. Đấy, bây giờ thì chúng ta cũng chưa có vàng nên chưa rút được. Bây giờ tôi sẽ mua cho các bạn xem nhé. Mua vàng này. Trừ tiền là trừ tiền từ tài khoản thanh toán của Tiên Phong Bank của tôi này. Giờ tôi sẽ mua SJC thì phải mua 10 chỉ này. Còn mua tối thiểu ở đây là mua Hưng Thịnh Vượng là 0.5 chỉ. Đây, tôi ấn xác nhận cho các bạn xem nhé. Tôi sẽ nhập cái mã xác thực của tôi vào đây. Ôi, như vậy là tôi đã mua vàng thành công 0,5 chỉ vàng rồi các bạn ơi. Rất là dễ đúng không ạ? Đó, các bạn thấy không?
Tôi chỉ mất khoảng độ 2 phút là tôi đã hoàn thành mua một cái vàng của Doji rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần bán vàng nhé. Đấy các bạn nhìn thấy không? Nổi bật lên là tôi đang có 0,5 chỉ đấy, của Doji này. Bây giờ bán chỉ có 5.395.000 thôi. Tức là mình bị chênh rồi đấy. Đó, rút vàng này. Bây giờ tôi muốn rút vàng thì tôi bấm vào đây tôi rút này. Tôi xác nhận này. Số vàng rút này. Rút ở đâu này? Xem nào. Tôi ở Hà Nội thì tôi sẽ... Ví dụ như là tôi sẽ rút. Tôi sẽ bấm vào đây và tôi rút này. 0.5 đúng không? Tôi rút ở đâu nhỉ? Tôi rút ở... Tôi đang ở dưới Hà Đông. Tôi chọn cửa hàng ở Đông nhé. À, Doji Hà Đông đây. Đúng rồi, con chung ở Đông đúng không ạ? Thời gian rút này. Ngày rút này. Sau đó tôi xác nhận. Vậy là xong. Rất là dễ đúng không ạ? À, tôi nghĩ rằng cái việc mua bán vàng ở online này sẽ tiết kiệm tôi rất nhiều thời gian các bạn ạ. Nói chung là sẽ rất là thuận tiện khi mà thực hiện giao dịch như này. À, mình cũng khá là yên tâm vì Doji cũng là một trong những cái tập đoàn hàng đầu ở Việt Nam về kinh doanh vàng bạc đúng không ạ? À, như vậy là tôi đã chia sẻ với các bạn xong cái cách thức mà thực hiện mua bán vàng trên website của Doji. Và đây là mình mua vàng thật chứ không phải là mua vàng tài khoản nhé. Và bạn có thể ra và lấy được vàng luôn ở tất cả các cửa hàng của Doji. Chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.